Kính thưa quý vị, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng này, nhu cầu sử dụng cua đồng để chế biến các món ăn bổ mát của người dân Hà Nội tăng đột biến. Vì vậy, cua đồng ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, dù tăng giá cao vẫn cháy hàng. Nông dân huyện lúa Yên Thành cho biết họ đã kiếm bộn tiền sau vài tiếng ra đồng sôi đèn sang Bắc. Theo một thương lái thu mua cua đồng tại xã Bắc Thành cho hay, thời tiết những ngày nắng nóng vừa qua, nhu cầu sử dụng cua đồng để chế biến thức ăn cao nên giá tăng mạnh, có những ngày lên đến 120.000 đồng một ký. Tuy nhiên do thời điểm này cua ngoài đồng không nhiều như thời điểm tháng 4 về trước nên không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Được biết, mỗi thương lái chỉ thu mua được trên dưới một tạ cua một đêm. Còn theo một người dân ở xã Tân Thành, đêm nào bà cũng bắt được hơn 2 ký, bán tại chỗ cho thương lái với giá từ 100.000 tới 120.000 đồng một ký. Cua đồng do bà con bắt ngoài ruộng, hoàn toàn phát triển theo tự nhiên nên chất lượng đảm bảo, được người tiêu dùng ưa thích để chế biến các món ăn bổ mát vào mùa hè.